Hai bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ tiệc vui vui cho hai cháu, hai con chúng tôi là Ngọc Trinh và Thành Tý. Cho tôi được thay mặt gia đình xin rất là trân trọng và rất là cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị hôm nay đã đến dự tiệc và chúc phúc cho hai cháu nhân dịp năm Tân Sửu sắp đến. Tôi xin thay mặt gia đình xin kính chúc toàn thể quý vị có mặt hôm nay lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Circle, my friend. On the TV, they said they had reported you dead. Thật sự thì ngay cả bây hôm nay là ngày đám cưới của chị rồi, nhưng mà em vẫn có cảm giác như là không thể tin được là chị mình sắp lấy chồng rồi. Năm 2020 vừa qua thì Covid này thật sự rất là khó khăn với mọi người, nhưng mà nó cũng là một điều may mắn đối với em, là vì nó để em còn ở đây để mà được tham dự đám cưới của chị mình. Thì em chúc chị và anh Khí sẽ ở bên nhau thật là hạnh phúc, và cố gắng nhường nhịn nhau rồi chia sẻ với nhau những khoảnh khắc trong cuộc đời. Chúc hai anh chị hạnh phúc.
tự nhiên bây giờ không biết nói gì hết trơn. À, cuối cùng thì mày cũng đã có chồng rồi. Thật ra thì có chồng ở nhà tao đúng không? Anyway, dù sao đi nữa thì luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc là cái quan trọng nhất. Còn chuyện gì đến sẽ đến. Nói chung là vui vẻ, hạnh phúc. Từ giờ về sau bà đừng có quên là bỏ cuộc chơi là được. Đi cà phê vẫn phải đi cà phê, đi chơi thì hai đứa mình vẫn phải đi chơi. Chứ lúc nào cũng phải có chồng theo là không được rồi. Có khi phải hai đứa mình được đúng không? Chúc mày hạnh phúc nghe.